Trời ơi, sao giờ này mà vẫn còn răng đèn kết hòa? Khẩn trương lên, khẩn trương lên! Gọi Nghi Lê đâu? Nghi Lê ơi! Có! Nghi Lê ơi! Đập trước! Sang! Đập sau! Quay! Ui giời! Chào khách! Chào! Ui giời ơi! Khổ lắm! Tôi hỏi cái đội nghi lễ chuẩn bị đón khách đến đâu rồi, chứ không phải bảo các anh chào tôi. Dạ thưa sếp, với tôi chỉ trả lời bằng hành động thôi ạ. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khách đến là bắn. Anh nói cái gì? Đây là đối tác chiến lược, sao anh lại sử dụng từ bắn là thế nào? Không, ý tôi muốn nói là bắn pháo hoa, pháo giấy để chúc mừng ý. Ở trong kịch bản có thôi mà đi. Sếp cứ yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị cho cái đội bảo vệ hiệp đồng tác chiến với lễ tân. Nghi lễ phải nói là nhuyễn như cháo lọc tiết canh. Tiết canh? À không, bỏ tiết canh. Ông là ăn nói cẩn thận đi nhé, giữ cái mồm ấy. Này, thế cái chỗ đèn hoa này xong chưa? Được rồi. Thưa tôi cái thằng. Thế còn hai cô này thì sao? Dạ, dạ thưa sếp, em phòng hoa cho khách xong rồi, lên phòng họp pha trà đúng không ạ? Giời ơi, giờ nay mà còn hỏi ngớ ngang ngớ ngẩn, cô không đọc kịch bản à? Các cô mà sơ suất cái gì là chết đi tôi nhé. Thế cái mùi nhà vệ sinh đã chết cái mùi thơm gì rồi? Dạ, bọn em xung mùi whisky rồi sếp ạ. Ừ, sao lại xung mùi whisky? Tôi dặn là mùi cơm cơ mà. Nhưng mà em vẫn bán theo kịch bản mà sếp. Đây để em đọc cho. Sếp ơi, đấy, khi mà khách hàng đặt mông xuống phòng họp, bộ phận lễ tân tiếp nước thật lực, khách buộc phải đi vệ sinh nhẹ. Vào nhà vệ sinh là khách sẽ ngửi thấy mùi whisky, mà lập tức là sẽ bị kích thích ăn và uống. Đấy, trở lại phòng họp là khách sẽ ký hợp đồng luôn. Không cần bàn bạc lâu, mất thời gian, đôi khi còn tuột mất cơ hội. Nên là bọn em vẫn bám theo kịch bản của sếp. Được, thế thì cứ theo kịch bản mà làm, thấy rõ chưa? Vâng, báo cáo sếp. Sao? Chết rồi sếp ơi. Có chuyện gì? Bây giờ vẫn chưa thấy chủ tịch đâu. Mà 30 phút nữa là khách tới rồi, em gọi mãi không được. Mà gọi lái xe cũng không nghe máy ạ. Thì chết bỏ mẹ rồi. 30 phút nữa là tiếp khách nhưng mà bây giờ chưa thấy chủ tịch đâu. Thế thì toang à. Có chuyện gì đây? Tai nạn à? Tai nạn. Công an đâu? Dạ công an họ chưa tới anh ạ. Sao công an chưa tới mà lại có biển cảnh báo ở đây? Dạ đây là một số cái sản phẩm của bên em. Chúng em đang đi giao hàng thì gặp đúng tai nạn lúc giờ cao điểm nên là chúng em dựng một số cái biển cảnh báo nguy hiểm để cho tất cả các phương tiện lưu thông qua đây cho an toàn anh ạ. Thế còn người đi xe máy đâu rồi? Thằng lái xe nó đâm một con ve đập đầu đất bốp một cái. Nó sợ quá nó chạy được tiếng xa kìa. Tôi đuổi tôi vô kịp. Chắc là công an họ sắp tới nơi rồi. Tôi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ở đấy có gì thì cậu hỗ trợ họ nhé. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Em sẽ trông hiện trường tới khi công an họ tới thì thôi anh ạ. Đức, đưa họ lên xe. Chú ý, tập trung ở đây này, tập trung ở đây. Nào, bộ phận nghi lễ đã sẵn sàng chưa? Rồi. Cái đội lễ tân đã sẵn sàng chưa? Rồi. Tất cả mọi người tập trung nhá. Chúng ta sẽ tập duyệt lại một lần cuối cùng. Đấy, sau đó tôi cũng đi tìm chủ tịch, nhớ chưa? Mọi người chuẩn bị nhá. Rồi. Anh em, bắt đầu! Trời ơi, đây mới là tập trượt mà sao lại bắn tuê lê như thế này, dọn ngay đi. Ông làm như thế này thì ông thủ tiêu tôi đi còn hơn. Ôi trời ơi, đây mới là chỉ là tập trượt thôi, mà tại sao lại bắn tất cả? Ông làm như thế này thì ông thủ tiêu tôi đi còn hơn. Ôi giời ơi, dọn dẹp tất cả, dọn dẹp lên. Dọn đi nhanh lên, tập trung vào dọn đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi.
đã giặt như thế rồi, đã cho tập dượt như thế rồi, hỏi ai thì cũng bảo là chờ chúng tôi đã sẵn sàng rồi, hỏi ai thì cũng bảo là hợp đồng tác chiến rồi, nhuyễn như cháo lòng, nhuyễn như tiết canh. Thế có bực mình không chứ đi? Thế cô đã tìm đến tận nhà chủ tịch chưa? Dạ thưa sếp, em đã đích thân đến nhà chủ tịch rồi ạ. Nhưng mà con gái chủ tịch bảo là hôm nay chủ tịch ra khỏi nhà trước một tiếng so với mọi ngày ạ. Không có lẽ chủ tịch nhà chúng ta bị bắt cóc? Có khi thế thật đấy ạ. Em sợ là chủ tịch bị lộ thông tin ký được hợp đồng lớn, thế nên là bọn nó bắt cóc tống tiền ạ. Còn có 15 phút nữa là đối tác người ta đã đến rồi. Không có chủ tịch tiếp khách, không có chủ tịch thì ký kết kiểu gì bây giờ? Đã có nước cun nắp ở đây, còn mang nước rong biển vào đây làm cái gì? Dạ thưa sếp, sáng nay anh em có đến tập nghi thức từ sớm, thế nên là chưa ai kịp ăn sáng. Lát nữa trong giờ họp, nếu mà ai đói thì có thể dùng nước rong biển, vừa đỡ đói, lại còn vừa đủ năng lượng làm việc ạ. Dạ sếp, chú con tổ trưởng rồi bảo vệ xin đề xuất một thùng nước rong biển thì có được không ạ sếp? Thôi được rồi, cho chú ấy đi. Vâng ạ. Cô xuống ngay phòng bảo vệ, cô gọi cho tôi bác Quang đội trưởng đội bảo vệ lên đây. Vâng ạ. Tôi có ý kiến này, mọi người thấy sao khi tôi đưa ông Quang đội trưởng đội bảo vệ lên thay chủ tịch ký hợp đồng? Ui, không được đâu sếp ạ. Ui, làm sao mà để bác Quang làm chủ tịch được? Nếu trong trường hợp không tìm thấy chủ tịch thì người làm thay việc đó phải là anh. Bởi vì anh mới là người giao dịch và tiếp xúc với đối tác lần này. Vấn đề là đối tác người ta đã biết tôi không phải là chủ tịch, mà người có thể ký kết hợp đồng và tiếp khách chỉ có thể là chủ tịch. Mà nếu không phải là trực tiếp chủ tịch ký hợp đồng tiếp khách thì chúng ta sẽ mất một cơ hội lớn. Tôi lại các bố, đã nói rõ như thế rồi, lúc tập thì đùng mồm thôi. Các bố đi cái bắn đặt, các bố làm như thế này thì các bố thủ tiêu tôi đi còn hơn. Tại cái thằng Dũng Hiếp ấy, em đang bùm bằng mồm rồi, nó hình cái gì? Làm em bóp cò thấy không? Ngu như mày ấy, làm thủ tiêu sếp thì còn hơn. Thằng Hiếp, thế tại sao cái việc gì ngu cũng lại là mày ở cái làm gì? À? Này, sếp đã quyết đâu mà chú lấy nước cho mọi người uống hết như thế này hả? Có thực mới vực được đạo. Thưa anh em làm cuột từ sáng đến giờ chưa được ăn uống gì cả. Nếu mà sếp không duyệt thì tôi bỏ tiền ra tôi mua. Còn mọi người cứ uống đi, uống cho thoải mái đi, tí còn tiếp khách. Mà sếp Hiệp gọi chú lên phòng có việc gấp đấy. Có việc gì mà việc gấp? Cô cứ lên trước đi, lát tôi lên. Chú phải lên ngay lên đấy. Giờ này chủ tịch chưa đến, vớ vẩn này, vỡ trận này. Chết thật, cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà bác còn lưỡng tưng hỏng hết việc của công ty. Ê, cái gì đây? Khổ, tôi nào, cứ phải lôi kéo, khổ. Ôi giời, tôi dẹp rồi. Đó, gấp lắm, bác thấy chưa? Ôi giời, khổ quá, cái gì để tôi giải thích mà khổ, tôi phải lôi kéo để tôi để. Thưa các sếp, tôi biết lỗi của tôi rồi. Công ty mình đang có việc lớn. Tôi hứa là sau việc này, công việc của công ty xong tôi sẽ làm bản tường trình và xin lỗi tất cả các sếp sau ạ. Mọi người thấy ý kiến của tôi thế nào? Tôi đồng ý. Nhưng mà
Ôi trời ơi, các sếp ơi, rất mong các sếp giờ cao đáy khẽ. Đội bảo vệ chúng tôi chẳng qua là chơi tá lả, đâu còn là vui chơi giải trí thôi ạ. Mà tôi đã nhắc nhở anh em rồi. Các sếp ơi, nhà tôi bao nhiêu cái tàu á mồm trông chờ vào cái lương bảo vệ của tôi. Bây giờ mà tôi mà bị đuổi việc thì các con tôi lấy cái gì mà ăn? À, cháy nhà thì ra mặt chuột nhá. Thôi. Thực ra là anh nói ra thì tôi biết là các anh vẫn lén lút chơi cờ bạc ăn tiền. Anh không nói ra là tôi cũng không biết đâu. Thế nhưng bây giờ thế này, tôi thay mặt chủ tịch tập đoàn bổ nhiệm anh làm chủ tịch lâm thời của tập đoàn. Chủ tịch lâm thời là thế nào ạ? Tức là anh sẽ làm chủ tịch tập đoàn trong vòng 3 ngày, bắt đầu ngay từ bây giờ, thực thi luôn. Thế trong 3 ngày tôi phải làm những cái gì ạ? Bây giờ anh sẽ thay vị trí của chủ tịch Cường để ký hợp đồng với đối tác. Không được đâu. Tôi ăn không nên đọi, nói không nên lời. Này, tôi mà làm chủ tịch thì công ty này vỡ chặt đấy. Không có thời gian nữa rồi. Đi lấy com lê, giày tây, nước hoa, cà ra vạt cho tân chủ tịch. Dạ. Tôi sẽ đào tạo anh trở thành chủ tịch tập đoàn trong vòng 5 phút. Hả? Muộn quá rồi. Như thế này đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc quan trọng của công ty. Cái thằng ăn cắp điện thoại của tôi với cậu ấy, nó hẹn chuộc ở chỗ nào? Dạ, nó sợ mình úp, nên cứ ấm ở rồi tắt máy. Em vẫn chưa liên lạc lại được ạ. Bây giờ cậu mượn điện thoại, gọi ngay cho cậu Hiệp trợ lý, hỏi xem tình hình xử lý khách cứ như thế nào rồi. Nói là tôi về ngay nhá. Dạ vâng ạ. Em ơi, cho anh gọi nhờ điện thoại. Có chuyện gì thế? May quá vẫn gặp anh ở đây. Anh ơi, tình hình nạn nhân sao rồi ạ? May quá nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, cho nên là không ảnh hưởng gì đến tính mạng. May quá. Cậu cho tôi xin cuộc điện thoại được. À dạ, điện thoại của anh đây ạ. Dạ, điện thoại của anh. Sao cậu lại cầm điện thoại của tôi? Dạ, lúc đó thì em thấy hai anh vội đưa người đi cấp cứu quá, cửa xe thì không đóng, tên trộm nhân cơ hội đó mở cửa xe lấy luôn hai cái điện thoại của anh. May mà xe em lại có cái camera hành trình ghi lại được cảnh cái thằng trộm nó mở xe, nó khoáng hai điện thoại của bác. Rồi là nó vẫn cứ loanh quanh ở đó tìm người sơ hở để nó trộm cắp. Thế là em bắt sống bác ạ. Dạ vâng rồi, anh cảm ơn nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Cảm ơn. Dạ vâng, em chào anh. ขอบคุณใจมากค่ะขอบคุณนะพี่ขอบคุณที่พวกเราได้ทำงานด้วยกันน่ะตกลงยังไงก็ทำงานอย่างนั้นนะขอบคุณนะคะ Thực ra thì hai bên công ty chúng ta đã tìm hiểu nhau quá kỹ rồi và chỉ còn một vài vấn đề nhỏ nữa thôi là chúng ta có thể hợp tác với nhau lâu dài rồi ạ. À, bên đối tác thì cũng yêu cầu là bên mình có thể hoàn thiện sớm hơn. Ok. Ok. À, thực ra thì bên đối tác cũng yêu cầu rất là đơn giản ạ. Chỉ yêu cầu là bên kho hàng nhà mình là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Và về bên phía ánh sáng thì, và phòng cháy chữa cháy thì yêu cầu là đạt chuẩn ạ, tránh những rủi ro không đáng có ạ. No. Chà. No. No chân. Mây bên này nữa khá. Họ phun thi thì mừng thầy gặp lùng ngàn Việt Nam mà tham ngán đuôi cần có đi mạc lời ạ. Phong nữ có tục lùng nhằng ngày có tham ngán nhằng nắn nữa khá. Họ phun thi mạc khi mà dù Việt Nam đi tham ngán gặp phong nữ. Họ phun khi phong lầu tham ngán đuôi cần ạ. Họ phun nữa khá bên phong nữ có phò chạy mạc khi tham ngán gặp phong phi ạ. Không biết đa số lạ gọi điện nháy máy cho tôi liên tục. Của giật chân cho chủ tịch, tôi ra ngoài xem có chuyện gì nhé. Dù Việt Nam có đi mạc mấy khác, phong nữ có đi chạy có phó chạy mạc thì không ngàn cặp lông ngàn cặp phúc phi khá, khó phúc nữa khá. Ok. Không. Ok. Không. Khổ thế chứ, đang có cuộc họp quan trọng gọi gì gọi lắm thì không biết đấy chứ. Ui, chủ tịch. Alo. Alo. Tôi đây. Em chào chủ tịch ạ. Tình hình công ty thế nào rồi? Ui, nếu trên khách thì tôi về ngay. Vâng vâng, khổ quá. Em gọi chủ tịch mãi không được, em biết ngay là chủ tịch gặp chuyện rồi. Báo cáo chủ tịch, tình hình là khách có yêu cầu đầu giờ chiều họ sẽ ra sân bay. Chính vì thế mà em phải cho cuộc họp bắt đầu cách đây nửa tiếng rồi ạ.
Sếp yên tâm mọi chuyện tốt cả. Dạ. Làm sao không có tôi mà khách vẫn làm việc? Này, cẩn thận, không khách họ tự ái là hỏng việc đấy. Không, sếp kia yên tâm, em thu sếp chu đáo lắm. Ừ, em biết là sếp gặp chuyện, em xuống nhặt ngay là lão Quang, tổ trưởng tổ bảo vệ. Đấy, trông người cũng xem xem giống sếp. Em đi vào phòng bộ quần áo của sếp để đấy, em cho ông mặc vào, ui rồi vừa in luôn. Tiện tay em lấy lọ nước hoa, em xịt mấy xịt vào, ôi giời ơi, lên mùi. Sếp kia yên tâm, không vấn đề gì ạ, họ không phát hiện ra. Này, cẩn thận nhá. Nếu khách hàng họ biết là chủ tịch fake, họ tự ái là toi đấy. À, dạ. Chúc mọi việc suôn sẻ nhá. Dạ. Này. Dạ. Ký hợp đồng xong mời họ đi ăn. Xong, đi hát karaoke. Nghe nói là mấy thằng cha này nó thích hát karaoke ta lắm. Dạ. Mà đây này. Nghe tôi dặn này, phải chọn mấy em tươm tươm ấy, đi hát cho nó vui nghe chưa? Sếp yên tâm. Ừ, mọi chuyện là để em lo, sếp cứ bình tĩnh nhá. À, thôi, em xin phép sếp, bây giờ em phải vào điều khiển lão Quang, lão ký hợp đồng này đấy. Ừ, thế nhá. Dạ. Ok. Dạ vâng ạ, em chào sếp ạ. Dạ vâng. Rất hân hạnh kính mời chủ tịch CM Group lên ký kết hợp tác ạ. Kìa, tình hình thế nào, lập dây đi thì tôi cũng biết được. Đợi sếp vào đã, phần này tôi không nắm được. À đây, sếp vào đây rồi. Ok. Chủ tịch. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, bỡ phết cả bố ạ. Dạ, ngài đây muốn hỏi là tại sao chủ tịch nhà mình lại buộc dây vào chân ấy ạ? Không có gì. Chả là chủ tịch nhà chúng tôi rất mê tín. Thế cho nên là mỗi khi mà ký cái hợp đồng lớn, chủ tịch nhà tôi thường đeo bùa và cho nó may mắn. May mắn này khả, nà là phóng phúc ngủ bên phương tua phí mạc lời, có lời ao phần đồng, thắp mà thi khả điều phí may mạc khả. Dạ vâng, ngài đây muốn hỏi là sau khi mà ký kết hợp đồng xong ấy thì có thể xin cái bùa may mắn này về được không ạ? Tất nhiên rồi, chỉ cần ngài thích là chúng tôi xin tặng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà ngài đây muốn sự gật đầu đồng ý của chủ tịch nhà mình ạ. Ok. Nhận này. Khắp khắp, ok vâng. Dạ vâng ạ. Thôi, khắp. Dạ, thế mời hai ngài ký kết hợp đồng ạ. Khắp.